Chuẩn bị tinh thần cho quay phim nghe chưa? Chưa. Quay phim được chưa? Giờ quay phim được chưa? Quán chị cho lâu mở nhiều hết. Anh cục cục gì? Màu kìa. Màu mà nó kéo cá mà. Cục đá từng cục màu vậy chứ. Lấy này lấy rầu gà mà đi kéo cá đây được. Được cái. Thằng cứng mà. Cái đầu mình chuyên nghiệp sao? Rồi được rồi, giờ đây là lên mà. Hãy xuống đây. Em quay cho anh đi. Em quay đây, đang quay đây. Đẹp đẹp chứ à? Đem mình đi ra. Con cá là tông anh là thầy ghi hình lại đi. Thầm mày đi khỏi thay đồ để anh đi cho. Ở trong đi ra hay là sao? Cô đem đi ra. Đem cái mét cái cây vẫn vào đâu. Rồi thôi vào trong đi. Ở đây đi xuống đi liên tục đó. Cô đem mấy cái thùng to á, thùng này nhỏ quá sợ không hết gì chưa? Cái bao à? Đâu xuống. Tính luôn đi xe cho mình dễ. Ý chết cả. Ông cho nhiều nước này. Ra luôn đi. Nhiều liền. Không vô nên mình hụt cái tá ra đây. Để ta hụt. Hồi đây. Nước ra chỗ đây. Khoan ra mình chỉnh lưới đã. Nước của hả nó đổ mà nó thả đâu mình xuống đây đó. Đâu. Kéo đi có YouTuber này. Tôi ấp luôn sớm, tôi nó ấp sớm luôn. Ấp luôn xong mình xuống đục sao không biết. Sao? Tôi hấm luôn à? Tôi hấm à? Hấm ướt. Hấm mà chim mình nghe. Tách đi. Lúc đầu không vậy em? Không. Lúc cái chim là lúc rồi. Nói chồng tôi hấm là anh Bình ạ. Không biết mẻ này làm em có thành công biết. Không, mẻ này cá nó còn mạnh. Ôi cái này càng lắm. Hết một phát một hết trơn luôn rồi. Sao? Cái mắt đi. Cái vô tông. Cái cái vô ở cam hở. Khỏi con khỏi lỗi. Khỏi con khỏi lỗi. Kèo đá hư đá. Tại xích cái cây bỏ vô ra bò vô trong cái đá. Đó. Gì đâu. Đó để tôi đó. Căng lưới luôn, căng lưới luôn. Căng lưới đáy luôn, căng lưới đáy luôn á. Lưới trên này cho thầm thầm xíu đi cho nó cái gì đó tông cái lưới. Ồ cái này một mẻ hết rồi cậu ơi, khỏi lo. Thì ta cầm có một mẻ là hết rồi. Tao cầm canh rồi. Ta bắt coi đập hai bên đi. Nghĩ đập con bầu đường này nó mới đập nó sát bờ luôn rồi con. Đó nè nhỏ cho cá to tầm đi. Đó đó, mét đầu. Kéo lên cái con chạy chạy ra được đó. Đâu, dưỡng đó. Ô, bớt. Thấy đi kìa, đưa chút bơ đâu. Thôi con mét cầm cái máy rồi. Chừng nó đỡ đây chứ không tôi cứ khờ. Gì chút bơ vậy tí. Không chạy đâu. Chừng nó lo đỡ đi bắt lặng chứ. Tông trúng ngay tim chết luôn. Mấy cầm cái máy rồi. Chắc mình chơi. Chúng ta sắp bơ luôn đấy, chạy tôi rồi. Chừng quá đi dặn luôn ta. Nhiều lắm nó đi dặn. Đi dặm luôn á. Quá rồi. Cầu nó bự lắm á, cầu nó hủ lắm á, cầu nó hấp lên. Cái này cáo lên giữa cáo lên đi. Con cáo mới hiện ra hết. Nặng anh Tư. Kéo lên luôn này. Nặng à? Phải nâng cáo ra hết rồi á. Con nghi ra rồi. Rồi kéo đây. Kéo lên. Lên nấm rồi nha. Góp đây. Rồi, cái mà còn nữa nè. Cá nhảy nhóc vậy cũng không được câu nào sao trời. Ủa? Con cá đó chứ. Thì kìa, mấy cầm. Có gì đó sai sai rồi đó. Một câu. Cá nhảy quá trời không được câu nào sao. Mình. Có rứa mà mi cũng làm được à. Ta đâu có nghĩ ra đâu. Con đường lướt này kéo lắm. Kéo quá. Dùng câu mà. Lướt này. Con lướt này. Hồi nay vô kia nó bốn hết rồi. Con ăn cá lớn rồi, cá nhỏ quá con. Quay đi lại. Quay lại đi. Đồ mà kiểu ấy vô đi thôi bố giờ bắt cho được. Cái mồm mới dính cái này. Nó có nhiều được chay nữa. Nó có vậy mới có được được nhiều được thích được. Tí vào lại. Nó có nhiều được thích chứ không nếu mà. Phải có hiền đó. À tí đúng rồi, tí đứng ở giữa giờ lên nó còn nhảy. Cái YouTube làm cái kéo vô cái mình bắt luôn tất cả đây. Để được cái cho lò bác đi. Đó. Mắt cái đó. Cho chồng coi xíu vậy. Ồ trời. Mới lại cái lưới nó thấp quá kìa. Mình đi cao lên xíu chồng lưới kèo lên đây. Xác ra vô đây. Lưới ra nhảy dưới ra. Tỷ dưỡng cái lưới cao lên giờ nó tới này nó nhảy nè. Không phải đâu, trời nó bùn nó ngớ. Kiểu này chắc không có cá ăn đâu. Sống mét dưới bùn rồi sao mà. Nặng dữ ta. Lưới nghe quá, có cái mùng gom hết trơn á. Không mình nặng thiệt. Chuẩn bị nhảy đó. Nhảy đó, đó. Sát bờ luôn. Ở giữa bờ luôn. Giữa đi đâu mắt á không thấy nắm ta.
khỏi đi. Lấy cái bạc kìa. Sát luôn lên đây cắt. Cái mà mẹ rồi. Cái chân hở quá. Mấy chung trai chạy tông chân luôn kìa, đi sát bờ luôn. Đâu được, lấy cái mùng mà chắc lấy cái mùng này. Nãy được một con vừa chắc được hai con. Từ từ ép đi đây. Qua. Bây giờ để thằng ngãi luôn kìa. Sát sát rồi, đi sát sát không vô. Giờ nhiều nữa. Để cho được có ngãi. Ba kéo vợ qua giữa nam nữa. Giờ chắc vỡ trong này rồi đó. Hồi nãy giờ không thấy nhảy nữa. Quá trời luôn này, dầm nó. Nhiều lắm. Quá trời. Lên lên, rì rì đấy. Lên, nhiều lắm. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Được rồi, đây lộn rồi, chúng ta dầm nó luôn này. Quá trời luôn rồi, trong bờ đường này. Đứng đây luôn. Nhiều lắm. Ta đâu khuyên dầm nó bờ đường này. Anh lấy cái xô vậy, anh lấy cái xô anh. Lên bờ xuống đây. Quá trời rồi cậu ơi. Đúng lên luôn. Kệ, nhóc. Trời ơi. Lá chim. Lá chim ra đây. Em quay ra nợ của mình. Trời ơi, cái chim. Con cái chim làm luôn không? Trời ơi, hai chim to không chưa? Được bác không? Con này nhỏ quá. Con cái gì ta? Con nhỏ bỏ. Ba con này. Ba con được bác hay. Ấy bác chưa? Con có một to. Bác con nó ở con cái chim hả? Nhỏ nhỏ quá đi to. Bác con cái con to á. Bác đây cầm mẹ bác cái bờ mẹ mặt lắm. Mẹ nhỏ quá. Ờ đó bác được cái chỗ mua nữa tao. Bác cái mẹ nhỏ quá. Bác cái nữa hay sao? Bác chưa? Đúng chưa? Bác nữa. Bác hết. Trời lậu ướt rồi bác. Ngồi tôi đếm là phả bờ mấy chục câu mới đủ. Ừ, tôi thấy cái vườn rau rồi. Cứ người con là mấy chục câu mà. Không hình như có con cá gì, bé béo hình gì. Tiếp tục. Ô giòn của anh Nam Thành đưa. Kéo dở bạn Tư. Kéo quay không sướng gì trơn mà. Không có cá gì đâu. Tí rồi, tí đứng giữa vợ lưới cho con nhảy. Anh quên một cái. Được, sao có cá xong không? Sao chín chào rồi không có nhắn lại đã. Quên một cái nữa không hết. Sợ khoan khoan cầm lưới đàng hoàng là coi. Quên một cảnh nữa két mới lấy cái tay ngay. Thì căng lên, ngon quá. Trúng thì căng lên coi. Thì căng lên coi, căng cái lưới coi. Ông giờ kia tôi nghĩ thôi, anh ăn giờ quá. Rì thẳng ra ngoài. Nó mát căng rồi kìa. Giờ nó bắt cái đồng phi chi xù nè. Phi dễ dựng chù sắt. Nó sát mà bờ á. Ép vô trong cái trong. Không được con cá rô phi nè luôn này. Kia nó vướng cá. Nó cá gì mình nhảy tròn nó không phạm. Trời, đúng rồi. Trong tay cái chim mà ta là tính nó bắt có. Đâu cũng mãi lộn ta gọi với thằng Hiền, ta nó có một tay nữa. Thằng Hiền Tú á. Được, cao lên. Thằng tay cao lên nữa. Cao lên. Cá bụng. Anh chạy. Không chứ không có ba nữa đâu. Đây bùng với lại cái nhớ. Với lần từ nước đục luôn có ba nữa. Đó con nó bự đó, con nó phóng bự đó. Không lần giờ đi phát bùng rồi đó, đừng có tự giống là hỏng chứ. Trứng không có ba nữa đâu, trứng đi xuống bùng. Cá này là cá chép rồi vậy. Cái hồ này bắt không được cái hồ mà 100 mét chứ không. Đừng mấy con rồi đó. Đừng có cho hỏng chân giờ lấy đi phát bùng rồi. Con chạy sát nó mép này đi cái chân đục mình. Qua gáp này là biết mới. Đây chỉnh cây nè. Nó kéo chặt cái lưới chỗ nó có độ mãn luôn hết. Để em cầm cái coi lại. Từ từ em đi từ thôi để cho con cá nó không giờ đó để nó được nó bắt đầu lấy ra còn mà tông tung vậy bự lắm lòng là được cái sự quậy đạo liền ha giùm đây nhưng mà giùm thôi đó con thật hồi nãy con mời chuẩn bị từ đây nhiều lắm chu chắc là bự có đâu bự chu con đây con đó bự con nhiều lắm con đây từ còn nhiều lắm con nhiều lắm đi đây quá nhiều mớ đâu con cắn lại con cắn 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 đó. Ừ, chứ. Bác thấy quá trời này, bác thấy luôn. Còn mua vỏ bỏ xuống con bác bỏ luôn. Còn đơn bỏ liền cái. Nếu thấy bạc rác con rau. Rau tính sao đi. Ăn thua cá nè. Đồ nãy gom sớm 1.000 con cá bự lắm, con cá tầm trung kia. Chép này sao bằng. Chép này làm được rồi, chép nó bự rồi. Con này bự rồi, con này làm được rồi. Đồ mà để mớ luôn.
Không vội mới vui. Ờ cá đâu nữa bác. Số kêu kêu cho. Kéo chứ, kéo còn chứ. Kéo nữa đi, còn con bự lắm, nãy tao mới rung. Còn còn vui chứ. Chút mới đi. Để không có lớn mà có nhỏ chứ. Làm một nhát nữa. Đấy, nói chung mà hết cá là hết cái vườn rau rồi luôn đó. Để đi ngược xuống đi, cũng được. Đất im với bác cũng được, cái cần gì khác tới đây. Không, tại chỗ đó buồn ngớ lắm, chỗ đó nó buồn ngớ lắm. Đi lên. Lên trên này có cát, đóng rồi đóng cát nó dễ không có chuối được. Tôi kia buồn ngớ lúc. Xuống dưới lên hả? Ờ, xuống dưới. Không bao giờ bắt được. Ủa, chứ lên bờ đi xuống nha hay là đi vào nâng lên. Đúng nó được. Từ từ, bờ là tới vậy luôn. Không, cá tông chân cái này. Có cá rồi. Giờ lần cuối á. Giờ lần cuối nè. Nè, không được con cá rô phi này. Đất. Hồi nãy có con bự lắm mình biết cá gì thôi. Cá bên đường kia. Má khéo lần đầu phép đây quá thì. Nhảy bay về. Mớ bùng dưới này ít trăm này. Trong cây khác đâu mà bò đấy chứ. Đó đó đó, mình chạy á. Đó, đây ngoài cái bia bấy giờ ghê. Tao thất cắp mà. Này là kéo xuống này, kinh rồi. Đó, một con qua rồi. Đó đó. À thằng hướng cái nam làm sao là tổng 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 Ok. Từ, còn nhiều lắm á, chung. Khoan. Từ từ. Trong góc này. Keo két con nào két. Tắt. Giữ cao tí, giữ cao chứ. Cao chứ chung. Nhảy á. Cao lên. Cao chứ chung chứ không. Không có con nào rồi. Giữ đó đi, đưa đưa đi. Giữ đó. Giữ đây, giữ đây. Nặng quá trời, đi không nổi. Nặng. Sao sao sao. Đó, thu về con cá đi. Con cá nào, con cá nào, con cá nào. Nhiều lắm ở đây, con cá bự đây. Dính luôn cá bự rồi. Con cá bự đi rồi, lên. Dính cá bự rồi. Con cá tông ngay con là thấy rồi. Con này bự. Thấy chưa? Ờ giờ đồ bỏ đi. Bự thấy đi. Giờ đồ. Một phát một hết luôn nè. Đó. Trời ơi cá to. Có đi cái chép bự. Bác bỏ vô thấy luôn. Cầm ba. Thôi đây đi còn có khách đi. Đây đây ra tới rồi, vô rồi. Có thấy chết luôn. Vô rồi vô. Có thấy luôn. Thấy chưa? Con có nó bự giống có trâu có thứ gì. Đủ lần nào chắc hết rồi thì. Còn mới chưa hết chị. Bỏ tay coi chừng vậy. Cái vừa vừa cũng lái. Đục cũng. Lái đi. Con bự rất con bự mất rồi chung. Ngoài to rồi ông à. Rồi, cá phi. Cá phi vùng ghê quá. Con cá phi hay con gì đâu chăng? Bè bè với lại cá hậu to không? Lớn mà đi chứ dưỡng không có cá mà. Cá nhỏ quá à, cây đốc xuống đây. Ơi, bảo bên chơi trong nào chăng? Con nó lấy được không? Con phi, ờ, phi với bảo luôn. Ôi, luôn được rồi, lấy được rồi. Con rồi xương thông luôn này. Con nhỏ được rồi. Con nhỏ, mở bà xuống đi. Được ba mẻ rồi. Lên từ, cào cao lên từ. Con nhỏ bỏ xuống. Chắc thấy rồi đó. Đâu có bốn còn không có. Còn còn cá gì chung? Con có con gái. Con gái. Con gái. Cá trôi nè, cá trôi nè. Gần 2 kg. Cá trôi. Người cá đông cả. Cá trôi. Đừng có bỏ vô chi con. Chưa bỏ không bỏ cả. Ừ. Để đắt cái rồi thách người con rồi ăn chơi chứ. Không bỏ ông cái thùng á chứ không tái sợ. Có bốn.
con nào đâu, đi cái tính từ đưa người con hết mạnh nữa. Mà sợ con thiếu đi chứ đừng á. Thiếu cái đâu ra nè. Mà thiếu thì rất tiền thiếu. Ủa, con cá to quá mày. Em lấy con cá chết rồi được không? À, cá to dễ sợi. Cái cá chết bỏ thôi rồi mày. Rồi, em bỏ vô, mình bỏ về con vô mấy cái con chút nữa rồi không. Con đâu nào bỏ vô đâu cậu. Bỏ cái chết vô. Cái chết, cái chết, cái chết. Cái là cái tim. Cái tim nhá. Còn gương. Lớn nào để xin được con. Có mua đó. Mà nữa. Còn con thấp con là lái mà hấp đi. Ăn lái ăn út. Cái đứt đứt chừng á. Ui cái chết. Cái chết hả? Bỏ vô luôn trong đó. Cái thùng nó nhỏ rồi nè cô. Cái gì cái chép với được chắc là chắc rồi. Chứ mình được đó chứ. Ở trên cái trong gì đó. Cái chim cái chép. Rồi có đông cảo. Cái chép mình ăn biết rồi. Cái đông cảo. Rồi. Trời. Cái đông cảo bỏ vô luôn chứ. Không tao nào đây bự bự đâu. Cái đông cảo bự bự đâu chung. Thì còn thắt con nào. Từ lấy cái con bự mua mình hấp ăn chơi. À cái này bự bự mình chứ. Từ mình hấp ra liền chơi. Đó, đó đổ đó. Ủi không có. Đó, bự nhất thì con nớ còn có con cục đó là không phải. Bảo bao con. Rồi, hấp hai con. Rồi. Cái đầu bọc. Ba trong bưng ra người đất vậy. Rồi, bọc bà nói chuyện. Bảo ông ba lên tên. Con lấy bọc lần đi. Cái đầu bỏ đi nói chuyện. Cái bỏ. Bỏ cho nó hành nó cổ ấm. Mất con. Bọc bọc lần đi. Lấy bọc lần ra. Hấp thì mình dứt luôn, cho nhà mình dứt luôn. Đó. Mấy câu không vậy? Hey. Ba con nhỏ nhỏ. Lượm mấy con lớn lớn á, bà cho nó tạo với lại mấy ông khác. Nó vậy chứ còn nhiều lính chứ. Được một con rô phi. Mấy con mà bắt không được. Nhiều con lính. Ý là để cho bác chi lắm. Bác làm gì? Bác nói được rồi. Để nói chuyện mà vẫn còn nhiều lính chứ. Để sao khai cái gì? Thôi con bác đưa cho. Đúng không cần cái gì? Cái thì con hấp với rồi đưa cho trong tay ra. Tay chắc mấy con đi ta. Rồi lượm các mấy con này tại bác về nhà với lại gỡ ở đâu? Gỡ ở đâu cơ? Rồi gỡ mua cỏ. Bác về cái này rồi gỡ. Lấy cái bọc lông đây cho con nhìn đặt lại đi. Mà nó không chịu nghe cho một cỏ. Bây giờ kêu một con bố à nó mua nó bố tao. Nó nháo bỏ chứ nó mới cao. Con đang thấy. Con đang thấy. Bỏ gần đây đi. Đó này bỏ con vô trong đây. Hai tao. Rồi. Bảo cho rồi, bỏ con nó về cho. Tại cái này. Rồi. Cái rồi bỏ cho thật ta. Đáng lâu con cá rô phi siêu. Rồi. Tay các bạn nhớ kìa. Tay nhớ kìa. Cái tay đây nè. Rồi, cái còn cái rồi bỏ tính vào cho mấy người con cái lại. Lấy cho một cái nữa. Mình thấy là con cúng cái rồi còn sao? Không mình có rồi từ con thôi, người con sao người con mới đủ rồi đây. Một con thôi mới đủ. Thì quanh ở chỗ này nè, con tính đi. Chứ anh thì, thật bao? Thì anh thật ra đi. Thì bà nói thật con. Sao còn người con? Không có đủ ở đâu. Cứ một tấm. Đủ rồi, hiểu không? Chứ không có phải là đâu mà hai ba người đi đâu. À nè, thì cũng tính từ một nè. Người con được. Là anh cũng nè.